tiêu kế tiếp của tụi mình là ai đây đại ca? Để coi, chọn mãi cầu đi. Bữa nghe lý là nó bị thiếu máu yếu ớt, dễ tấn công lắm. Hai con rệp này đang bày mưu gì đấy? Công nhận, bạn khéo chọn đối tượng ghê. Nhắc tới mãn cầu thơ là cũng thấy thèm thuồng. Mùi vị chua chua ngọt ngọt rồi đây. Ý, nguy cấp, hãy ngăn chặn bọn chúng mới được. Ê, Huỳnh Đông ơi, giúp em ngăn chặn bọn rệp sáp lại với. Hả? Cái gì? Rệp sáp hả? Đó, à, thấy rồi, rệp sáp, đứng lại. Sao tự dưng lại bắt hai tụi tôi đứng lại? Đừng ấy là con người, thì ăn hiếp là vật bé nhỏ như tụi tôi nha. Ủa, em, mày bộ rùa. Em kêu anh dừng rệp sáp lại là làm chi? Hai tên rệp sáp âm mưu hãm hại mãn cầu đó, anh Huỳnh Đông. Em mới nghe bọn chúng bàn tán với nhau đó. À, thì ra là hai đứa tính hãm hại mãn cầu đúng không? Còn chối nữa không? Anh mét đốc tơ khỏe, phạt hai đứa hay chưa? Thôi lộn rồi, 36 kế, chạy là thượng sách. Em nghe nói bạn mãn cầu bị bệnh thiếu máu á. Mình đi xem bạn ấy thế nào nha anh Huỳnh Đông. Nếu vậy mình đi thăm bạn ấy liền đi. Mãn cầu ơi, em có nhà không? Không ổn rồi, để em vào xem sao. Anh Huỳnh Đông ơi, mãn cầu bị choáng váng, mệt mỏi, không nói chuyện nổi luôn kìa. Nếu vậy á, anh sẽ đưa mãn cầu tới nhà đốc tôi khỏe, nhờ đốc tôi khỏe khám cho mãn cầu liền. Đốc tôi khỏe ơi, tình trạng của mãn cầu sao rồi? Đã thăm khám rồi, mãn cầu bị tình trạng thiếu máu nhẹ, dẫn đến đau đầu, đau ngực, mệt mỏi. Nhưng Huỳnh Đông yên tâm, rau cần nước sẽ giúp mãn cầu cải thiện tình trạng này. Dạ, cần nước xin chào anh Huỳnh Đông, đốc tơ khỏe cho chị mãn cầu ạ. Mà đốc tơ khỏe ơi, tại sao rau cần nước lại có tác dụng chữa bệnh thiếu máu vậy? Ngoài hàm lượng dinh dưỡng cao, rau cần nước cung cấp rất nhiều sắt và phốt pho, giúp kích thích sản xuất tế bào hồng cầu, từ đó cải thiện chứng thiếu máu. Da em chứa nhiều chất sắt nên những người bị mất máu hay là thiếu máu cứ yên tâm dùng em để bồi bổ sức khỏe ạ. Chúng ta sẽ sử dụng rau cần nước như thế nào để phát huy được tác dụng là chữa bệnh thiếu máu? Rất đơn giản nha. Chúng ta chế biến cần nước như các món ăn bình thường. Đặc biệt, dùng rau cần nước xào chung với các thực phẩm chứa hàm lượng sắt cao như thịt bò nè, gan nè, dùng mỗi tuần 2 lần sẽ giảm tình trạng thiếu máu. Quý vị khán giả có thể dùng rau cần nước để luộc hay nấu canh cũng rất là hiệu quả đó. Chà, rau cần nước á, vừa thơm ngon mà vừa có tác dụng chữa bệnh như vậy. Ô, nếu vậy là chúng ta có thể sử dụng rau cần nước một cách thoải mái đúng không, rất là khỏe. Ấy, không hẳn như vậy nha. Với những người bị ngứa và mắc bệnh dậy nến, chỉ nên ăn một lượng vừa phải. Do rau cần nước có chứa chất arachidonic gây tình trạng viêm tấy, khiến bệnh lâu khỏi hơn. Và phải nhớ rửa sạch, chế biến kỹ vì rau sống ở môi trường nước dễ có ký sinh trùng. Em đã nghe rõ những chia sẻ của Dr. Khỏe và rau cần nước về chữa bệnh thiếu máu chưa mãn cầu? Dạ, mãn cầu cảm ơn anh Huỳnh Đông, Dr. Khỏe và em rau cần nước. Rất tiếc là thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Huỳnh Đông, Dr. Khỏe, em rau cần nước và mãn cầu xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. Tạm biệt, xin chào. Tạm biệt nha.